Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog nha anh em ơi. Hôm nay anh em biết đây cái cánh gì không anh em? Cho anh em xem nè. À, cánh này là cánh gà công nghiệp. Không phải, cánh đà điểu. Ủa nhỏ diễn viên quần chúng đâu ngồi đây vậy? Em biết. Ai quay không? Bạn của Vũ bữa có chiếc bạn gái. Không có chiếc mẹ đó. Okay. Mạc bác. Anh em ơi, được rồi, có anh em mình nói là anh em nào đủ 10 like thì mình sẽ giới thiệu bạn gái Vũ nha. Bé ở Hà Nội. Chồng lấy súng bé. Ủa? Chồng có súng á trời. Ai có súng? Vậy mà. Vậy mà. Em này cũng là một kênh YouTube tên là để anh coi thử cái Bích Phương. Ủa quen cái gì? Ok. Ở đây. Bích Phương Vlog. Cái gì phải nói đàng hoàng này không chỉ bây giờ vậy em? Vậy mà. Mà sao mà... Em ấy tên là có kênh YouTube tên là Bích Phương Vlog nha. Kênh này em ấy cũng khá là lớn, 4 triệu 4.000 sub. Anh em ơi, sang bắt ráng mấy bạn ơi, cực kỳ liều luôn á. Anh em nào thích thì sự can đảm của gái thì anh em ghé kênh YouTube Bích Phương Vlog ủng hộ em nha. Anh em nào đồng ý thì ngày mai anh em sẽ làm clip là cho em gái đây với anh Hải với Trọng thi bắt ráng nha. 10.000 like thì mình sẽ làm ngay clip ngay vào luôn. Được luôn. Chủ đề anh em mình đơn giản thôi các bạn ơi. Mỗi anh em một cái cánh đà điểu ơi. Mà sao con đà điểu cái cánh nó cũng đâu có bự lắm á. Anh tưởng nó bự lắm cho ta. Vả đây, con này nó con bú sữa mẹ. Đà điểu nó bú hả ta? Mỗi anh em làm một món nha. Anh em thích làm món gì làm. Còn em gái đây thì cũng nghiên cứu em biết nấu ăn không? Em biết. Ăn sống mà. Ok. Ăn sống luôn. Bé ăn mồ tạc. Hôm nay sẽ tranh tài ai là người làm món cánh đà điểu ngon nhất nha các bạn ơi. Hôm rồi mình đi xa về các bạn ơi. Bà má mình bà tạo cho anh em mình một bất ngờ. Bà kêu đố anh em mình đây là cái gì nha. Ngay cả mình cũng không biết là cái gì nha các bạn. Xây cái hồ nuôi cá coi. Bà má mình bà làm cái gì bí mật nha. Anh em bình luận giùm mình cái nha. Không tán ở dưới mà sao có lỗ kìa. Cái kiểu vậy á. Bỏ bùn nữa mà. Hay là bữa rồi mình nói làm hòn Nam Bộ, cái má mới làm hòn Nam Bộ ta. Tôi nghĩ là cái đây má mới định xây cái thằng mini sao. Bà má mới làm sự bất ngờ cho anh em mình nha các bạn. Anh em đoán xem đó là cái gì nha các bạn. Bình Phương năm nay em sinh bao nhiêu rồi em? Em năm nay 27 tuổi. Ok, ăn nhiều nha. Em đi theo tụi anh này em mập nhanh mà. Được ông quá. Em ở đây luôn nhá. Để anh coi thử hỏi ý kiến Vũ là gì, thấy nó... Lại hỏi Vũ. Phải hỏi Vũ cho Vũ nó chủ chốt mà. Phản Vũ là chết mà, đừng nghi lời nó. Kìa Vũ kìa. Vũ em ở lại đây luôn nhá. Em sẽ làm món gì đây em? Em làm cánh đà điểu xào rau muống. Khá là lạ. Món này chắc chắn là anh chưa ăn lần nào luôn, tim anh cũng chưa ăn luôn á. Bây giờ tôi làm món cánh gà chiên máng nha các bạn. Wow. Cánh đà điểu. Mình chần sơ cho nó to quá. Nó to quá sợ nó chín. Mình vào xem anh Hải nha các bạn ơi. Tới phiên anh Hải đây. Hiểu rồi. Anh Hải chơi nguyên con luôn. Hầu giờ anh chưa có thấy cánh đà điểu mà anh không phải đọc lạ vậy. Đây nói chung là cái món mì nước mì. Món đặc biệt nhất của anh là bữa mì. Trước nướng món gì nướng mì thành công bữa nay biết trước ha. Mì với nói chung xả đồ ớt lệ đồ gia vị anh nướng. Anh ơi, đây người ta gọi là cánh loài chim to nhất thế giới. Cánh đà điểu rất là to. Bự. Con đà điểu nó bay dữ lắm nha. Nó bự mà, nó bự cái cánh nó cỡ đây thì nó phải bay dữ chứ em. Anh thấy đà điểu bay chưa? Chưa hả? Chưa. Bữa nay em dẫn anh đi coi đà điểu nó bay nha. Anh em thấy cánh đồng quê mình không? Đang bay mấy các bạn chuẩn bị xả rừng xả rồi. Và hôm nữa xà rùng xạ rồi sẽ là có một trận chiến anh em mình tranh tài để bắt lương nữa các bạn. Anh em thấy con cò bự lắm không? Đó, nhìn đã không? Ở quê thấy đất lành chuyển động các bạn. Thời gian anh nướng cánh đà điểu cái lò trời mưa nó cho mình tận dụng mà anh bây giờ nướng thời gian chờ đợi ra chờ mấy đứa em nó làm nữa bây giờ mình phải là cho lên. Em cũng đang tò mò không biết cái cánh con đà điểu nó dai cỡ nào à. Chứ mà nó dai không dai chứ vô đây là nó sẽ mềm hết á. To ghê các bạn ơi. Sau khi cánh gà khổng lồ mình chần sơ qua nước sôi rồi các bạn. Giờ mình chiên. Gia vị ra mình úp khoảng 1 tiếng rồi các bạn. Hồi nãy Trọng nói là món gì quên rồi. Nấu hoa quả. Nói chung là nấu kiểu curry á. Xào xăng thì các bạn. Vô nước dừa sữa các bạn. Mới vô thông liền Trọng ơi. Hả? Cái cánh gà công nghiệp nó dai lắm, nấu cẩn thận nha. Ê, đây mà cánh gà công nghiệp nè. Giờ cái nước đây là nước mắm nha các bạn. Tỏi, sả, ớt, đường, tương, mắm. Cánh đà điểu chiên mắm. Có 102 nhân dẫn đâu nha. Bị mở cái quán cánh đà điểu chiên con âm thê ở đường Hai Bà Trưng nghe đập một cung rồi. Em hả? Ừ. Wow. Quán 50.000 cánh này. 50.000 cánh đi vậy? Dạ. Em với bạn gái góp vốn hay là em tự mở luôn, em mở cho bạn gái em á? Tự mở cho bạn gái chứ. Đại gia dữ á. Bạn gái đi mày Thái mà. Bạn gái đi mày Thái.
cái này đĩa cũng không to lắm các bạn ha. Hay là do mình bỏ trong cái chảo bự không, nhìn nó nhỏ không biết. Do mình chẹt ra bỏ vô chảo nó bự. Đứng đây mình thấy thơm nước mũi luôn các bạn ơi. Đây một nước mắm không? Ừ. Nấu cánh đà điểu phải sử dụng chảo bự, giá bự. Giá bự, đũa dài. Không biết ngon bằng á. Bây giờ tới cô gái duy nhất ngày hôm nay tổ tài các bạn ơi. Thơm thơm luôn. Thơm không anh? Thơm. Nhìn anh nhìn cái này anh nghi nghi khả năng. Em làm món gì bên Vương? Đà điểu xào rau muống chấm thịt bò, thịt trâu xào rau muống. Lần đầu tiên mình nghe thịt đà điểu xào rau muống vậy hả? Thử xem nó như nào. Lần đầu tiên á, tập lạ luôn á. Nó lạ lạ một chút, tại vì là bây giờ mình làm phụ thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Hồi giờ ok, mình làm rất nhiều món ẩm thực mà chưa lần nào mình ăn món thịt đà điểu vậy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Công nhận luôn. Em thấy thơm không? Quá thơm. Mùi tỏi nó dậy mùi lên. Con đà điểu em nói với anh là cái cánh với cái chân nó nhỏ à? Vâng, cái cánh với cái chân nó nhỏ, cái chân nó là dễ gãy, ví dụ nó đi nó chạy nhanh ấy. Chạy nhanh mà nó có một cái là nó gãy. Hình như con đà điểu là con nó bay nhanh nhất thế giới luôn mà. Chạy nhanh. Bay nhanh như chạy gì? Chạy nhanh. Đấy là con chim nhưng không biết bay. Ủa nhưng mà sao nó gấp là nó gãy chân luôn à? Nó ví dụ như nó bấp ấy, nó bị ngã đây. Cơ thể nó không cân đối đúng không? Anh thấy nó chở người chạy ù mà ta. Ví dụ nó vấp thôi, nó ngã xuống cái, tại vì cái xương chân nó rất là nhỏ. Nó mắc đối, nó nặng quá đúng không? Vâng. Như món này cũng một trong những đặc sản ở Ba Vì đúng không em? Không biết ăn mà có da không nghe. Đặc biệt thì ở Ba Vì cũng là đặc sản, tại vì ở trên tụi em ấy. Em cứ làm theo phong cách của em nha, không cần phải nấu tụi kiểu tụi anh cay quá, em ăn không được nha em gái. Vâng, tại vì em nấu theo một vài đấy, em thêm cay cay một chút. Ok. Thế cho Bích Phương cầm cái chảo xếp đi. Xếp chảo đi Phương ơi. Xếp chảo đi Phương. Anh em ơi, nhìn cái món của em gái Bích Phương nè, cũng khá là bắt mắt nha các bạn. Bữa nay mình làm món đà điểu xào rớ các bạn ơi, nhìn nó y thịt bò không? Không biết ăn có được không nha các bạn. Úp giờ bị sẵn rồi nha các bạn, úp làm cỡ 30 phút rồi. Xả dưa củ hành như ớt với tỏi nha. Một cái cánh mà một dĩa thịt luôn. Lần tiên mà ăn thịt đà điểu các bạn ơi, số bạn một món là độc lạ này. Lần tiên khi mình làm rất nhiều món mà ăn thịt đà điểu á. Như thịt bò luôn à? Đúng rồi. Anh nghe đồn là ăn thịt đà điểu đẹp trai da trắng hết rồi. À vậy bữa nào mua tôi ăn miếng đi, cho da trắng lại miếng đi. Bắt đầu tiếng khoảng 99 là tiếng bằng trang nè bạn ơi. Là bỏ lá lóp vô, xà lóp vừa xuống tới là vừa các bạn ơi. Lóp là xà cũng sống rồi bị hôi e nha. Mình thịt cho muốn cắn một phát luôn rồi. Chúng ta món này mà làm đi thịt tôi ăn hơn. Nhìn hấp dẫn quá. Thôi không? Đúng. Bánh mì nha các bạn. Curry. Curry của Trạm để xem thử đà điểu nó hợp với món nào nhất nha các bạn. Cánh nướng của anh hai. Cánh gà nướng của anh hai. Gà sao nó đột biến cánh dài dữ lắm. Cánh nướng nguyên cánh á. Đây. Cánh gà chiên được mắm. Cánh đà điểu cứ quen hồi giờ mình không có quen từ đà điểu. Cánh đà điểu chiên mắm nha các bạn. Đây là đà điểu xào rau muống. Đây là gà điểu xào lá lốp. Đà điểu xào lá lốp. Món nào cũng là một tuyệt phẩm. Đây mình dùng món của Bích Phương trước đi. Bây giờ anh em mình sẽ review món của Bích Phương trước các bạn. Tại vì có rau muống anh em tranh thủ sớm cho nó bầm, nó có bị bầm nha. Mời anh em thưởng thức xem nào. Bích Phương, đây là quẻ là đặc sản của Ba Vì là cánh đà điểu à? Vâng, là đà điểu thì nhưng mà cách mà chế biến cho muốn đây là em tự chế biến hay là cái món này cũng là đặc sản rồi đó? Không, em mời anh em nha. Thử chế biến không? Vâng. Tự sáng tác luôn đi. Đây chú. Đây. Anh em dùng có tí rau ngổ đúng không? Mời anh em nha. Làm cộng rau mời cả nhà nha. Mình cũng được tự. Mời tất cả anh em mọi miền nha. Ồ, sao thấy cái mè, sao thấy lần đầu tiên được thưởng thức đà điểu. Cá thôi. Mời cả nhà nha. Mở nó chung cá. Không, thịt mỡ mà ăn nó không béo mà có vị giòn các bạn ơi. Nó giòn chứ nó không có dài. Mình tưởng cánh đà điểu nó to vậy là nấu nó dài lắm chứ, xào dài lắm chứ. Ai thì ăn nó giòn giòn. Mình không biết con đà điểu nó bao nhiêu tháng tuổi rồi ta. Nó dẻo dẻo mà nó không béo nha. Con đã. Có mỡ nhiều mà không béo. Không biết nó lớn tuổi chưa mà thịt nó mềm à. Thì nó giòn 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 đã không? Không, tôi nghĩ con này cứ 18 tuổi à. 18 tuổi à? Đúng vị thanh niên rồi phải không? Không, ông mấy á, ông bé. Ngon đấy, không bị dai. Không xin xem máy quay tôi gấp em biết nói chứ không khán giả thấy tôi gấp nhiều á. Thưa em ơi, quá tuyệt vời. Cứ không dai là thấy ngon rồi đúng không? Cảm ơn Bích Phương ngày hôm nay nha. Cay bọn anh đúng không? Đúng không? Quá ngon. Wow, ăn cay đúng không? Ăn kèm à. Bữa nay mình đã chiến cánh đà điểu luôn ta. Bữa nay team anh hết ăn cay rồi. Bữa nay từ khi ớt mắt quá hết ăn cay rồi. Ba món dự thi số danh 02 các bạn ơi. 02. Món cánh đà điểu xào lá lốt. Phương ăn. Cái món Bích Phương làm ngon ghê. Dạ. Ai mà không muốn nuốt luôn. Làm miếng ớt nữa chưa? Rồi. Đây. Anh em nha. Món của Toàn ha. Mình mời anh em miếng anh em nha. Đà điểu nha. Toàn xào lốt. Anh em ăn. Toàn ơi, cái món này mình ăn sao lúc nào nó cũng thơm cái mùi nó
rất là đặc trưng với mình. Mời cả nhà nhé. Hôm nay tự nhiên có con gái vô thấy không khí nó hơi sôm sôm mà. Trời hơi âm u mà cảm giác người mình. Mọi người nhá. Như món này mới đúng bằng hà ruột của mình. Ngon này. Thơm. Cái này thơm mẹ nha. Không, món toàn đây chuẩn. Bạn ăn ruột. Món xào lá lốt của Toàn ngon hơn món xào rau muống. Toàn, em đừng nói ngon hơn, em kêu rồi nó dễ ăn hơn nha. Sẵn mà. Tự nhiên cái mình ẩm thực mà nói em tội nó chứ. Đó, miếng giòn giòn ngon. Không, anh em cứ thưởng thức thật sự là lá lốt với cái này cái nào hợp hơn? Hỏi Bích Phương nè. Bích Phương cái này, Bích Phương nhận xét. Em thấy lá lốt với rau muống cái nào hợp hơn? Em thấy cái này ngon này. Hợp hơn hả? Hôm nay dùng tiếp này. Vũ, em thấy hợp hơn không? Hợp đó. Thật sự luôn à. Làm ớt à. Ý bà luôn. Thịt nó mềm nhỉ? Nó giòn mà nó mềm, mình nghĩ nó dai mà không ngờ nó mềm như vậy, mình hiểu rồi. Mềm hơn thịt bò không? Không phải là mềm hơn. Không phải là ngấy luôn ấy. Không ngấy luôn. Ở ngoài đó không khí lạnh á, cho nên thành thử ra nó dai vô trong cái miệng mình sợ vô ớt kìa cái nó mềm. Đang nó cảm nhận cái miệng nó giòn trong miệng luôn, nó tan miệng luôn. À vậy hả? Đã luôn. Mới được hả? Dạ. Lâu lâu chứ về chứ quay thử ớt kìa vô là nó mềm. Bây giờ anh em thử món nước của Trọng nha. Cho anh mượn cái chén. Anh em nhận xét xem là con đà điểu này nó làm món nào hợp nhất nha. Nó hợp nhất cái món nào nha các bạn. Cái tới món mình bốc cho anh em. Màu sắc thì khá là ok đấy mà không biết bên trong như thế nào nha các bạn. Giống bò kho dữ ha. Cũng vừa thôi nha. Giống bò kho. Ít thôi. Này đưa ra này. Đẹp, màu sắc rất là đẹp. Em cho anh không thiếu món củ quả nha. Không đầy đủ chứ. Phải ba loại củ quả đầy đủ hết nè nha. Anh em món đà điểu nó coi đi nha. Mày tất cả cả già không? Món anh em nha. Cái đây để mình ăn thử nó với món gà đá nó có ngang ngửa. Để anh em ăn xong mình có thử là món này với gà món nào hợp hơn nha. Đây bánh mì nữa anh ơi. Có chưa? Món này chưa? Ê đảm. Đảm, nấu nước cốt dừa sao béo vậy? Không, nấu hai vị sữa lạc với một trái nước dừa nạo. Còn cái nước sôi này thật ngon anh ạ, ngon cực luôn đấy. Em ăn mời anh em nha. Ăn cái chén thấy đẹp không ạ? Em có thấy thịt mỡ không cho béo à? Hôm nay có em gái cho nên anh em mình nấu ít cay một xíu. Em không có bỏ dầu luôn nha anh hai. Hậu giờ mà sao thế đâu, không có dầu. Cà ri vịt nè, cà ri sườn heo, cà ri gà mà chưa bao giờ ăn cà ri đà điểu luôn á. Wow, sao đây? Em so sánh thử được không em? Hạt cha xanh bị đi nếu mà cái độ là vị, cái độ giòn nó với cái độ mà nó ngọt á thì con đà điểu sẽ ngon con gà con gì. Nói chung thấm điều vị đúng không? Đúng rồi. Nếu mà cánh đà điểu đây nấu cà ri hợp hơn mấy cái kia. Rồi, cái ngon cả đó luôn. Rồi. Sốt nó ngon. Dạ mà. Dạ mà. Dạ. Dạ đây anh em mình kiếm 5 cánh đà điểu nha. Nói gà đá à, anh thấy anh thích món nào hơn hai? Cái này nó có độ sực hơn gà đá. Sực. Nó rất là sực giòn giòn hơn gà đá. Cái gà đá hôm qua món này. Cưỡi nó qua đây luôn hả? Sao nó lại? Sao? Ý là mình đục triệu súp á là nói Phương là đem cho mình một con đà điểu. Làm sao ship được? Em ngồi nói cưỡi vào đây ăn mừng triệu súp luôn. Cái đó luôn hả? Anh em cho một like về tinh thần của em đấy các bạn ơi. Em cưỡi vì niềm tin nhờ. Cánh nướng của anh hai à. Cho người miếng nhỏ thôi. Vũ sao không mà có Bích Phương đâu tới không? Cơ Lan để Bích Phương ra tay với Vũ. Không, để em gái cắt cho anh em ăn cho để, chuẩn bị. Để gái cắt nó đi ngon. Trời ơi, anh em nhìn cái cánh mà thịt nó nhiều thế này các bạn ơi. Còn cái đùi nó thôi chứ siêu to khổng lồ luôn ha. Cái đùi chắc bằng cái đùi tôi quá. Wow. Không, cái món nướng mình thấy lúc nào món nướng nó cũng nhìn hấp dẫn không? Đúng rồi. Chín đều. Có da giòn luôn hả? Giòn da luôn ha. Da giòn tan luôn ạ. Anh hai bên đây nướng kiểu gì anh hai? Anh có cái kiếp sao gì? Nướng bông đêm mà. Nếu mà em gái mà cởi được đà điểu đây thì anh em sẽ làm món đà điểu quay lá mắt khén nha các bạn. Bánh đây nha. Đến cái món này của mình nha. Xin mời. Không, ngửi không là thấy thơm rồi. Ngửi ngon mà anh. Thịt nó không khô nha. Vẫn ướt chứ không khô. Không khô. Hay nha. Không có chua chua nữa chứ. Ừ, chốt mềm mà. Con đà điểu cái cánh nó sử dụng để làm gì ta? Nó chạy cho vui chứ đâu có bay nhảy được đâu ha. Giữ thân bằng. Giữ thân bằng. Mà cái nhỏ nhỏ. Đúng không? Có to mà cánh nhỏ. Đà điểu sao mình làm cái món gì nó vẫn ngọt nha. Nó ngọt tự nhiên á. Anh cứ nghĩ là đà điểu dở mà so ra bây giờ mình cảm nhận mình thấy thay đổi ý kiến. Hồi nãy á, nãy món toàn là ăn nó rất là đậm vị quê hương mình nha. Mà thật chắc anh hai nướng là thịt nó ngọt hơn. Đúng rồi. Thịt của anh hai ngọt hơn. Nó giữ độ ẩm nữa. Hay vậy ta, phải không ta? Không nói nhiều nữa, nói một câu duy nhất là chớp chớp đi. Thịt đà điểu làm gì cũng ngon ấy. Ngon hả? Nói chung là thịt đà điểu ngon. Nấu chi được không? Chưa đâu chị. Anh hả? Tết này anh mở cái trường đà điểu không? Em tuyển hai con đà điểu về. Về đá luôn. Về đá chắc nhiều người coi á. Nó có đá mà. Đà điểu á nó có đá mà. Thấy nó được á. Nó hùng lắm á. Để em coi thử cái giờ của anh hai nướng nè. Có. Nãy gì cắt nó rụm lên. Con coi thế giới động vật thấy nó mổ cái đầu con kia nó đi xuống. Nó đó là ông hai. Da giòn luôn. Hay ha. Anh hai bên đây anh làm heo quay thét biết anh biết cái cách làm da giòn ha. Nay ngày bên đây cao hơn. Cho hỏi là hồi nãy anh em ăn 3 món rồi đúng không? 4 món rồi thì trong 4 món anh em từ món Vũ tính sau nha. 4 món đấy anh em chốt lại là món nào ngon nhất hiện giờ hồi nãy giờ. Mình nữa. Em chọn món này. Rồi, Vũ chọn món nào? Tôi chọn món lá lốp. Rồi, anh hai. Anh chọn món anh hai.
rau muống với xào với vậy là cuối cùng cái món này là hồi nãy giờ là ứng ứng viên nha. Bây giờ anh em mình chuyển qua cái món của Vũ đây. Cuối cùng bây giờ tới món Vũ. Bây giờ tới món Vũ, khả năng hình như phụ nữ khác ăn nó ngon hơn. Để cắt luôn đi. Được không? Để mình để kêu có khách mời mà cứ bác khách mời làm. Cắt vừa thôi nha Vũ ơi, cắt khúc đây này Vũ ơi. Đây là cái khúc đầu này nè. Đúng rồi. Anh em nào thấy Bích Phương có sự năng động thì anh em ghé kênh YouTube Bích Phương Vlog để xem. Em ấy còn bắt mấy con rắn mà to hơn cả Bích Phương luôn, anh em xem. Bé này, bé này liều luôn. Rắn mà to hơn Bích Phương vậy chứ. Còn Bích Phương về anh em mình thì anh em mình chỉ có rắn đầu trung nhỏ nhỏ chơi thôi. Bao nhiêu Bích Phương? Mấy mươi cân? 60 cân. 60 cân. Giá là nó gấp đôi, gấp 2 phần 3 cái gì. Cho anh em nhìn cận cảnh miếng thịt đà điểu nha các bạn ơi. Không phải dễ gì để anh em mình có cơ hội được quay món đà điểu cho các bạn xem đây. Khó lắm sao? Rất là nhiều thịt luôn. Bạn em món cái đà điểu chiên nước mắm nha. Mời tất cả mọi người nha. Bạn em nha. Thôi mình kèm theo xíu rau nha các bạn. Chua chua ngọt ngọt ha. Ngon nè. Vũ ơi, sốt chanh hay sốt gì mà chua chua vô? Có chanh nữa. Chua chua ngọt ngọt. Để mình quét thử kèm rau vô đỡ ngấy các bạn ơi. Mình quét thử cái này chút nha, cái chút nước sốt nè. Miếng đà điểu tôi nghĩ là chiên không hợp thì nó khô. Không hợp nè. Đúng không? Không ngọt. Nó không ngọt, nó mất không bằng ngọt à. Chứ mất đi cái độ độ ướt. Không á. Cái này ngon hơn nhỉ. Vậy hả? Nó chiên là không hợp. Bạn ơi, loại khỏi sắp thôi chiên. Bạn gái Vũ chuẩn bị mở quán cánh đà điểu chiên KFC. Ế luôn. Ế luôn hả? Ế luôn. Em hủy lại cái pha đó giùm anh chút được không? Chắc hủy kèo á. Hủy kèo phải không? Chuyển qua món khác đi nha. Chuyển qua xào lá lốt. Anh mới xào trên mạng, nghe nói là ăn đà điểu nó hên nè, trắng trẻo, đẹp trai, hát hay nữa. Anh ơi, làm miếng nữa. Không, từ từ anh xem làm miếng nữa. Anh ơi, anh toàn ăn thêm cho đẹp trai. Để tôi làm miếng nữa, tôi đẹp trai chứ xấu quá mà. Bạn em nha. Cái này là tại vì cái gia vị của nó nhiều quá, nó mùi nó lấn hết cả cái hương vị. Vậy là món này là nhất à? Anh Hải hôm nay là giật giải nữa rồi bạn ơi. Nói chung là bữa nay cũng nhờ Bích Phương. Nói chung là thật sự với anh em xem YouTube đi. Thôi giờ mình rất là cái nghe mà anh em dẹp cái thịt đà điểu ra thì là quá tuyệt vời. Hầu giờ chứ em luôn. Anh Hải em 40 mấy tuổi lần đầu tiên ăn món đà điểu bạn. Anh em mình cũng lần đầu tiên. Đúng không? Kiếm không ra được. Rồi là có ra Hà Nội chứ mà chú cũng không dùng luôn. À vâng. Cũng không dám đụng đó. Lần đầu tiên đúng không? Lần đầu tiên luôn. Nói chung tóm gọn lại một câu nhanh gọn là món điểu làm món gì cũng hợp. Dễ làm nữa. Dễ chế biến nữa. Tội là vận chuyển ở đây nó hơi khó. Đúng rồi. Sau ra mà cái thịt hai chân lần là điếu là phải dày. Đúng không? Ngon không? Ok. Anh nghĩ nó là thịt là điếu ăn hên lắm không? Hên, đẹp trai hay. Đẹp trai. Ấy là có cách nào mà để ấy là có cách nào anh hai được là anh uống bia thua miếng cái này uống. Chứ này thì nó dân ăn nhiều vào. Chứ này nó lại khác rồi. Anh em ơi. Mình xin tạm dừng clip tại đây anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Lần đầu tiên trong cuộc đời thưởng thức được món chim đà điếu. Quá tuyệt vời em gái. Toàn đừng có lợi dụng nắm tay người ta nha, không được đâu nha. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Lần đầu tiên em được đi vào đấy mà xem clip của các anh rất là vui. Vui vẻ, vui tính ấy, nhưng mà vào đây tiếp xúc với mọi người trực tiếp thì cảm thấy là cảm ơn em gái. Cảm ơn Bích Phương rất nhiều nha. Cảm ơn nha. Anh em mình xem em ấy cũng như là một đứa em gái thôi. Anh em nếu thích những clip bắt rắn, bắt trăng khổng lồ siêu to thì anh em qua kênh ủng hộ Bích Phương cho vui nha các bạn ơi. Chào anh em nha. Còn nếu anh em thích nữa thì hôm nào anh em mình sẽ có trận chiến thi bắt rắn giữa Bích Phương, anh Hải và Trọng Nga anh em. Chào anh em.